Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Địa Lạnh Mai Chi. Thì cũng khá là lâu lâu rồi mình lại cũng không quay clip để chia sẻ với các bạn về những cái ban bệnh trong cái sửa chữa cái nghề điện lạnh của chúng ta. Thì dạo này thời tiết thì cũng mưa gió liên tục, cho nên là chúng ta cũng chủ yếu là sửa chữa là máy giặt là chính thôi. Thì hôm nay thì nhân tiện sửa chữa mấy cái mạch điện cho thợ cũng như là cho khách của mình, thì mình cũng sẽ dành thời gian để quay video clip để chia sẻ cho các bạn. Rồi, mấy cái này thì mình mới giặt chúng ta để ra ngoài luôn. Lát nữa mình sửa từng cái một thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn từng cái video clip của từng cái ban bệnh của từng máy một. Ở đây thì có hai cái mạch của hai người liên quan tới cái tủ lạnh Samsung. Thì tại vì mình Samsung thì mình cũng làm rất là nhiều video clip rồi. Nhưng mà mình thấy có những cái trong hai cái máy này có một cái bệnh khá là hay mà mình nghĩ là anh em cũng gặp phải nhiều, nhưng mà cũng là biểu hiện mập mờ đấy, cho nên là gì mình mới rất là khó cho anh em xác định chính xác cái bệnh nó bị ở đâu. Thì chính vì mình thấy nó hay ở chỗ đó cho nên mình sẽ chia sẻ cho anh em, để anh em mà chúng ta gặp phải chúng ta sẽ có cái những cái thêm những cái tham khảo để chúng ta chuẩn đoán cái bệnh nó chính xác hơn. Rồi, sau đây mình sẽ tiến hành kiểm tra và sửa chữa. Thì chúng ta sẽ xem là cái bệnh này như nào. Cái bệnh này thì cái anh thợ này á, thì anh ấy mô tả với mình á là cái bo xuất này này. Thì anh đã mượn thử cái bo khác. Anh ấy cắm vào máy là nó chạy bình thường. Như vậy chứng tỏ anh khẳng định là gì? Hư hỏng liên quan là bo xuất này thôi, vì anh đã mượn cái bo của cái máy khác anh cắm vào là chạy bình thường luôn. Thì cái hiện tượng của nó là gì? Có lúc thì chạy được block, làm lạnh được bình thường luôn. Khoảng một vài tiếng này có khi lại thấy bị báo lỗi. Đấy, dở ra lại thấy chớp lỗi ở đây, là chớp là anh nói là chớp 3 lần. Thì là led led bong suất này là nháy 3 lần. Cái led trên bong suất này là bị nháy 3 lần. Đấy, thì cái anh này thì anh ấy cũng cũng biết chút về mạch điện thì anh cũng đã sửa chữa rồi. Đây các bạn thấy là anh đã sửa chữa rồi. Thì anh ấy cũng là gì? Anh ấy nói là anh đã thay thử IC công suất khác. Đấy, thay IC công suất khác mà nó vẫn bị bệnh. Đấy, và anh ấy đã lắp trả cái IC công suất ở đây, anh chỉ hàn tạm vài chân như này thôi. Đấy, các bạn thấy là anh đã hút thiếc. Đây, đã hút thiếc hết ra rồi. Đấy, các bạn nha, đã hút thiếc rồi. Đó. Thế thì nó cái khó ở chỗ là gì? Một cái hay và cái khó ở chỗ là nó gì? Có lúc nó vẫn chạy được. Đấy, anh nói là rút điện ra để khoảng một lúc chúng ta cắm vào lại chạy. Đấy, như chạy khoảng tầm 1-2 tiếng, hoặc là có lúc thì lâu hơn, có lúc thì nhanh hơn. Đấy, nó bất thường. Đó, thì nó lại gì báo lỗi và chớp chớp cái led này 3 lần. Thế thì theo như rất nhiều video clip chia sẻ liên quan tới những cái lỗi của cái những cái bo công suất Samsung, mà cái module mà cái model mà sử dụng cái bo này thì sử dụng chung rất nhiều cái đời tủ khác nhau của Samsung, thì các bạn thấy là nó khá là phổ biến đúng không ạ? Thế thì cái lỗi led nháy 3 lần ở bo công suất như này thì thường là gì? Có thể là bị kẹt block, chết block, mất ga dẫn đến kẹt block, hoặc là gì? Chết IC công suất, hoặc là block không khởi động được thì nó cũng báo lỗi như vậy. Đấy, thế thì cái ban bệnh của cái tủ này thì là nó các anh bảo là block vẫn chạy được và thay bo khác là vẫn chạy được, nhưng mà là lốc là ok các bạn nhé, chắc chắn là liên quan tới bo công suất thôi. Rồi, sau đây mình sẽ tiến hành kiểm tra. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cái hay của cái ban bệnh này đó là gì. Cái hay thứ nhất đấy, hay thứ nhất đó là gì? Nó lại lúc chạy được lúc không, tức là vẫn chạy được luôn. Thế thì các bạn thấy rằng là lúc còn chạy được thì chứng tỏ là gì? Để chúng ta chứng tỏ là gì? Cái IC này nó vẫn điều khiển cái máy nén chạy được. Đấy, cái kinh khối nguồn đây phải là ok thì nó mới chạy được đúng không ạ? Như các bạn đã biết thì cái nguồn ở trên cái bo công suất này thì cái IC nguồn ở đây người ta sử dụng điện 300V ở đây để sinh ra một cái nguồn 15V. Nhờ vào cái quận cảm này thì người ta sinh ra một cái nguồn 15V. Thì nguồn 15V này là chủ yếu là cung cấp để điều khiển IC công suất, cung cấp để điều khiển cho cái khối driver ở bên trong cái công suất này thôi. Đây, thì các bạn thấy là nguồn 300V này. Nguồn 300V ngoài cái việc cung cấp chính cho IC công suất ra thì nó còn cung cấp một phần nhỏ để lấy, để cho các IC nguồn đây nó gì dao động làm việc để sinh ra nguồn 15V. Nguồn là 15V ở đây thì có hai công dụng. Công dụng thứ nhất là nó cấp chính cho IC công suất để cho cái khối driver trong IC làm việc. Đấy. Nguồn thứ hai là nguồn 15V này người ta sẽ hạ áp xuống 5V thông qua cái con IC ổn áp bé bé nằm đây, thì rất là giống con bóng dẫn, nhưng nó là IC ổn áp đấy các bạn nhé. Đó, rồi đây là IC ổn áp các bạn nhé.
Thì con IC ổn áp này nó sẽ ổn áp 15V xuống 5V để nuôi cho cái gì? Cái vi điều khiển ở khối boong suất nằm ở đây. Đấy, nó như vậy thôi. Thế quay lại với cái ban bệnh này thì hiện tại thì anh cũng đã nhấc cái IC này ra rồi và anh ấy cũng thay IC khác không được và anh đã lắp giả IC cũ ở trong cái mạch này vào đây. Thì nhân tiện khi nó còn đang ở đây chúng ta sẽ kiểm tra. Ta sẽ kiểm tra sơ qua cho cái bệnh lỗi ba nháy này. Thì thường là liên quan tới IC công suất là chính. Thì mình sẽ tiến hành đo thử qua IC công suất xem là nó có bị hư hỏng hay không. Cũng có video clip trên kênh mình đã chia sẻ cách đo và kiểm tra IC công suất khi nó còn ở trong mạch điện như này. IC đang nằm trong này thì chúng ta đo như thế nào. Đấy, thì mình đã hướng dẫn rồi, bạn nào mà chúng ta chưa nắm được thì có thể tham khảo video clip đó ở trên kênh của mình. Thì mình cũng không tiện nói lại cái cách đo nữa. Thì sau đây mình sẽ tiến hành đo luôn cái con này xem nó như thế nào. Rồi, đầu tiên mình sẽ đo cái nửa vế đầu tiên trước. Không lên này, không lên. Ta đảo que này, chúng ta đảo que. Lên này, lên này, lên. Đấy các bạn thấy là ra một đo một chiều lên một chiều không lên đúng không ạ? Đấy các bạn thấy chưa? Nửa vế. Rồi chúng ta sẽ đo nửa vế bên kia. Chúng ta sẽ đo cái vế còn lại, vế bên cực dương. Chúng ta đo chân cấp nguồn 300V với ba chân UVV kép. Đo và đảo chiều cái đo các bạn nhé. Và chúng ta cũng lại đo cái chân mát 300V với chân ba chân UVV kép, đo và đảo chiều quay đo. Thì như vậy chúng ta sẽ có tổng cộng là gì, mỗi một bên chân ấy, thì chúng ta sẽ có 6 lần, như vậy chúng ta sẽ có 12 lần đo. Một lần chúng ta đo thuận này các bạn ơi, 1 này, 2 này, 3 này, chúng ta đảo que lại là 6 lần này. Vậy mỗi một cực âm dương là chúng ta có 6 lần, như vậy tổng cộng chúng ta sẽ phải đo 12 lần. Đó các bạn thấy chưa, cả hai cực âm dương là chúng ta vừa đo là gì, một chiều lên một chiều không lên hết. Như vậy là theo như thông thường ấy thì như vậy là con IC này nó gì là không hư hỏng khi mà chúng ta đo và đảo chiều cây đo như vậy. Tất cả các chân đều là một chiều lên một chiều không lên, như vậy là 6 IGBT trong IC công suất là chúng ta thấy là gì, tạm thời là vẫn ổn. Đấy, không có vấn đề gì. Tuy nhiên trong cái ban bệnh này mình muốn chia sẻ với các bạn là cái bệnh bị lỗi ba nháy mà lại lúc chạy được lúc không như này thì là hư, là cái lỗi mà sẽ lưu hỏng liên quan đến IC công suất. Nếu chúng ta chỉ đo thông thường như này thôi thì các bạn sẽ không phát hiện ra được là nó bị hư hỏng IC công suất, như thực tế là nó bị hư hỏng ở bên trong cái nội tâm của IC công suất này, cho nên là nó gì sẽ có lúc chạy được lúc không. Và lý do vì sao nó chạy được và là không thì theo như kinh nghiệm mình đã sửa chữa thì nó bị dò IGBT, dò nhỏ thôi, cho nên là sẽ xảy ra hiện tượng là gì, lúc mà chạy được và lúc không. Bởi vì khi mà nó dò nhỏ ấy thì nó vẫn thì các cái mạch bảo vệ xung quanh IC công suất này dùng để bảo vệ IC công suất đấy, thì do là cái tín hiệu nó vẫn đảm bảo cho nên là nó vẫn cho chạy. Để khi mà nó bị dò, nó chạy một loạt, sau khi nó chạy một khoảng thời gian thì cái IGBT đấy nó nóng lên, nó giống như con transistor của chúng ta cũng như là IC nó nóng lên thì gì, nó nóng lên thì cái con IGBT bên trong đấy nó bị dò mạnh lên thì dẫn đến là các cái tín hiệu bảo vệ ở đây chúng ta này, này nó bị gì, nó vượt cái ngưỡng bảo vệ và cái IC nó sẽ bảo vệ và sẽ báo lỗi. Đó chính là cái lý do mà vì sao nó lại gì, nó lại lúc chạy được lúc không chạy được. Thế thì làm nào để kiểm tra được? Thì nếu như các bạn để trong mạch y như vậy thì các bạn sẽ chỉ đo được ở cái thang nhân 1. Chứ còn khi mà các bạn đo ở cái thang cao ấy thì một là các bạn phải hút ba chân UVV kép này ra thì chúng ta mới đo được, không nó sẽ liên quan tới các cái linh kiện khác xung quanh này, chúng ta đo thang 10K sẽ không được. Như vậy là đây, nhân tiện là anh này anh đã hút sẵn rồi thì còn có vài chân thiếc này mình sẽ hút ra và mình đo cho các bạn xem là cái bệnh của nó thực chất ấy, vẫn là bị hư hỏng IC công suất. Đấy, nó dò nhỏ thôi, nó dò một trong các IGBT này dò nhỏ cho nên là khi chúng ta chạy một thời gian cái IGBT đấy nó nóng lên, IC nó nóng lên thì dẫn đến là gì, cái độ dò nó sẽ dò mạnh hơn, dẫn đến là các tín hiệu bảo vệ nó thì vượt ngưỡng bảo vệ, nó sẽ xảy ra lỗi và lúc đấy nó mới chớp lỗi các bạn nhé. Nên tại sao chúng ta rút ra, chúng ta để một lúc chúng ta cắm lại nó chạy, chúng ta rút ra chúng ta để một lúc ấy thì cái IC này nó nguội đi, nguội đi thì nó lại gì, nó sẽ lại hoạt động lại được. Thì trong cái trường hợp mà chúng ta đo thang X1 ấy mà chúng ta thấy nó bị gì, bị chạm chập luôn á, là những con đấy nó bị chạm chập mạnh rồi
thì chúng ta đo chúng ta thấy ngay. Còn trong trường hợp mà nó mới dò nhỏ, chúng ta đo tháng 1 chúng ta không thấy được. Mà các bạn để IC nằm trong mạch như vậy thì các bạn sẽ đo nó sẽ liên quan tới các linh kiện khác, sẽ không đo thang cao được. Một là các bạn sẽ phải nhấc ra ngoài, hai là chúng ta sẽ phải hút ba chân UV với kép ra. Thì ở đây thì người ta lắp vào thì người ta cũng hàn qua thôi, thì mình sẽ hút luôn, mình sẽ cho ra ngoài, chúng ta đo luôn cho các bạn xem. Đấy, thì cái ban bệnh này thì mình cũng đã sửa nhiều rồi, thì mình chia sẻ cho các bạn thôi, chứ cũng không có cái gì ghê gớm cả. Thì bạn nào mà chúng ta biết rồi thì chúng ta bỏ qua, bạn nào chưa biết thì chúng ta tham khảo thêm để biết đâu chúng ta gặp phải thì chúng ta kiểm tra cho nó chính xác. À, vẫn chưa được ha. À, đây còn chân nữa. Còn IC này thì vẫn là IC nguyên bản ở trong máy này các bạn nhé. Đúng là anh ấy đóng lại IC nguyên bản trong máy đấy. Đây, mình quay gần cho các bạn xem cái mã IC. Nếu mà bạn nào chúng ta muốn biết mã IC nguyên bản trong máy thì là IC như này. À, khá là khó nhìn nhờ. Đây, mình quay nó nghiêng nghiêng cho các bạn cố gắng nhìn cho nó. Đó, các bạn đã nhìn rõ chưa? Các bạn nhìn rõ cái mã IC chưa? Rồi, thì đây là con IC nguyên bản trong máy các bạn nhé. Thì đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn là chúng ta khi nhấc ra ngoài này rồi, chúng ta để kiểm tra cái IGBT xem nó còn tốt hay không, chúng ta có thể dùng cái thang cao nhất, chúng ta đo. Chúng ta cho đo cho mình. Rồi, chúng ta vẫn đo như trong mạch. Như các bạn sẽ để rút ra ngoài thì các bạn sẽ thấy là gì? Ba chân này là chân, ba cái chân này là chân đối mát này. Tiếp theo đến chân UVV kép này. Tiếp theo đến là chân dương quần và chân ngoài cùng là bỏ trống này. Chân ngoài cùng bên tay trái là bỏ trống. Rồi thì mình sẽ... Nó hơi xa nhỉ? Không biết các bạn có nhìn thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đo. Mình sẽ tiến hành đo. Đây mình đo chân... Mình cố định quay dương trước này. Mình cố định chân dương trước. Mình sẽ đo vế dương trước các bạn nhé. Mình sẽ đo vế dương trước này. Còn lên này. Lên này. Lên này. Chúng ta sẽ đảo chiều quay đo. Ra đo thang cao nhất các bạn nhé. Không lên này. Không lên. Không lên. Như vậy là cái vế dương là ok các bạn nhé. Chúng ta đo thang 10K, đo và đảo chiều quay đo cả ba cái, cả ba chân UV với kép cùng một chiều lên một chiều không lên là ok. Rồi chúng ta sẽ chuyển qua đo cái vế âm. Các bạn thấy là lên này. Đấy, UV với kép là gì? Đều lên này. Chúng ta đảo quay đo này. Không lên này. Đây nhá, không lên này. Đấy, các bạn để ý là kim đồng hồ lên một tí xíu. Chân này không lên này. Chân U không lên này. Chân V lên một tí xíu. Chân V kép không lên này. Đó, như vậy chính là cái bệnh của nó chính là gì? Nó dò rất là nhỏ và chỉ dò một chân của một con của IGBT thôi. Đây, mình đo lại cho các bạn xem, không biết các bạn nhìn rõ cái đồng hồ chưa? Làm nào để mình kê cái gì cái đồng hồ nó gần lên cho các bạn nhìn cho nó rõ. Ây xa. Đây, không biết có cái gì để mình kê. Các bạn chờ chút xíu mình sẽ...
quên. Đây mình kê cái đồng hồ thật là cao lên để mình cho các bạn xem, là cho nó gần cho các bạn là nhìn cho rõ là gì. Chúng ta đo cái chân này. Đây chúng ta đo cái chân vế âm này. Cái vế dương là chúng ta đo đảo chiều quay đo là ok các bạn nhé. Chúng ta đo cái vế dương này, à vế âm này. Các bạn thấy là gì? Chân U là kim không lên này, kim đứng im này. À, nhưng mà chân V, chân U là kim đứng im này, kim không lên gì này. Đây chân U là kim không lên này các bạn nhé. Chúng ta đo cái chân chân V này. Chân V này các bạn thấy là gì? Kim chỉ lên một chút xíu thôi. Đấy, mình đo lại nhiều lần cho các bạn xem này. Cái kim nó chỉ động ở cái thang cao nhất, nó chỉ lên gì? Một tí xíu thôi. Nhưng cái chân gì? À, chân V kép lại không lên gì. Như vậy là gì? Như vậy là trong con IC công suất này nó bị dò một cái con IGBT rất là nhỏ. Đây các bạn thấy là ba chân này nối mát này. Chúng ta đo chân U này, chân V này, chân V kép này, chân cấp nguồn 300V này, chân này bỏ trống này. Thế thì cái chân U này chúng ta đo và đảo cho cái đo thang 10K là gì? Là vẫn tốt này. Nhưng riêng chân V này chúng ta đo một chiều lên và một chiều ngược lại thì là gì? Kim dò nhỏ, kim lên rất là nhỏ luôn. Đây mình đo cho các bạn xem nhá, mình đo cái chiều nó dò cho các bạn xem này. Chúng ta sẽ đo ở cái chân cố định que và chân mát này. Chúng ta đo này, các bạn nhìn này. Đấy, kim không lên nhá. Chúng ta đo chân này, này. Các bạn thấy là kim đồng hồ lên rất là nhỏ luôn. Đó, rất là nhỏ. Đấy, trong khi chúng ta đo chân gì? Chân U không lên và chân V kép, chúng ta đo chân V kép này. V kép là các bạn thấy này, kim vẫn ok đúng không ạ? Đấy, thì cái ban bệnh này thì mình cũng sửa nhiều rồi. Thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn để các bạn nắm được. Vậy chốt lại là gì? Chốt lại là cái bệnh mà lúc chạy được lúc không. Và có lúc thì chạy bị lạnh bình thường, có lúc thì không chạy được và chớp lỗi led nháy 3 lần. Thì lỗi của nó chính là bị hư hỏng IC công suất các bạn nhé. Vẫn chung quy lại vẫn là hư hỏng IC công suất. Chỉ là chúng ta vì là do là nó chạy được, do là có lúc nó chạy được block, cho nên chúng ta lại nghĩ rằng là nó gì, nó không có vấn đề gì, nó chạy được block, chúng ta lại nghĩ rằng là IC là vẫn còn ngon, còn ok. Cho nên chúng ta lại chủ quan, chúng ta không nghi ngờ gì đến nó. Chúng ta nghĩ là có thể là hư hỏng cái vấn đề xung quanh cái mạch điện, nhưng thực ra là nó lại gì, nó không hư hỏng cái gì bên ngoài này cả, mà là nó hư hỏng ở bên trong nội tâm con IC công suất. Cái khó nhất của nó chính là nó chạy được block. Chúng ta chạy được block cho nên là chúng ta lại không nghi ngờ, chúng ta lại bỏ sót nó. Đấy, thì cái ngày mà mình chia sẻ cho các bạn là gì? Nó dò rất là nhỏ, chúng ta phải nhấc ra ngoài chúng ta mới đo, chúng ta mới thấy được. Còn chúng ta đo trong cái mạch theo cái phương pháp đo chung thì con nào nó bị hư hỏng, nó bị dò nặng hoặc bị chập thì chúng ta sẽ nhận thấy ngay. Còn những con mà nó bị dò nhỏ như này thì chúng ta sẽ khó phát hiện. Thế thì trong cái trường hợp mà nó bị dò nhỏ như này thì khi các bạn chạy khoảng một thời gian ấy, khoảng tầm một thời gian á, thì block chạy khoảng thời gian thì IC nó nóng lên. Và khi nó nóng lên thì cái IGBT đấy nó sẽ bị dò gì? Dò to hơn, dò nặng hơn. Đấy, thì khi nó bị dò nặng hơn thì nó dẫn đến là nó sẽ bị quá dòng, giống như kiểu bị chập ấy, các bạn thấy không? Đấy, thì cái mạch bảo vệ trên cái bo công suất này, mạch bảo vệ của IC, đấy, thì nó làm việc dẫn đến là nó sẽ báo lỗi. Đấy, IC công suất thì xung quanh IC công suất sẽ có rất nhiều cái mạch bảo vệ khác nhau để giúp nhằm mục đích để bảo vệ IC công suất. Tuy nhiên là có nhiều mạch bảo vệ như vậy thì IC nó vẫn hư hỏng bình thường các bạn nhé. Nó vẫn có thể xảy ra hư hỏng. Rồi, sau đây chúng ta sẽ tiến hành thay thế IC công suất khác là nó sẽ chạy ok thôi. Thế thì theo mình ấy, thì các bạn khi thay thế IC công suất ấy, thì các bạn không nên thay lại cái mã IC này nữa. Tại vì mã IC này cái dòng chịu đựng của nó gì hơi thấp, dẫn đến là cái độ bền nó không được cao. Thì các bạn sẽ thay thế cái IC công suất có cái dòng chịu đựng cao hơn, dòng làm việc cao hơn. Thì đây các bạn để ý đây, lúc nãy mình nghiêng cho các bạn xem là cái gì, mã IC nguyên bản trong máy là IGCM04G60HA. Đấy các bạn thấy nhá, nó là gì? IGCM0460. IGCM0460. Rồi, thế thì sau khi xác định là hư hỏng IC công suất thì chúng ta sẽ tiến hành thay thế IC công suất khác thôi. Đó, các bạn lưu ý là chúng ta gì? Khi mà cái ban bệnh nó xảy ra như vậy thì chúng ta phải có cái kinh nghiệm cũng như là cái kiến thức hiểu sâu một tí, chúng ta sẽ xác định được là nó hư hỏng liên quan đến IC công suất và chúng ta sẽ biết cách đo. Chúng ta sẽ đo như mình vừa đo cho các bạn xem. Thì chúng ta đo như vậy là chắc chắn là chúng ta sẽ sàng lọc là khá là kỹ con IC công suất này. Đấy. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành thay thế IC công suất khác.
Ái giời. Các bạn lưu ý này là cái IC công suất nguyên bản đấy, thì thứ nhất là người ta sử dụng cái loại này thì cái dòng nó chạy nó không được khỏe, thứ hai là cái keo tản nhiệt đấy bôi quá ít, các bạn thấy là chỉ dính có một tí xíu như này thôi đấy, các bạn thấy không, chỉ dính có một tí tí như này, như vậy là gì, như vậy là khả năng tản nhiệt của IC rất là kém, cũng có thể đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến là IC công suất chạy sau một thời gian là dẫn đến nó bị hư hỏng. Rồi, ta sẽ lấy IC mới để thay thế cho khách hàng. Đây, thì mình chia sẻ cho các bạn luôn. Trong rất nhiều video clip ấy, mình làm ấy, thì mình có chia sẻ cho các bạn là cái chúng ta sẽ sử dụng linh kiện như nào và mua linh kiện ở đâu cho đảm bảo ấy. Thì có rất nhiều bạn này, có thể là chúng ta tua video cho nên là các bạn không biết là mình mua ở đâu, sau đó thì các bạn này liên tục hỏi. Rồi đây, mình sẽ chia sẻ cho các bạn là IC mới thì chúng ta sẽ thay thế, thứ nhất là chúng ta sẽ thay thế cái IC mà nó có cái gì, cái dòng làm việc nó cao hơn. Nhằm đây các bạn nhớ là IC mới mình thay có mã là gì, IGCM15F60GA. Đấy thì các bạn thấy là gì, dòng làm việc của nó là gì, sẽ cao hơn. Đấy các bạn xem là IC cũ đây, IC cũ là các bạn thấy là gì, ICM04G60HA đúng không. Chúng ta sẽ thay con mới là ICM15F60GA. Đấy thì các bạn là cái linh kiện này thì các bạn có thể mua ở nhiều cái nơi bán khác nhau, nhưng mà mình tư vấn là các bạn nên mua linh kiện ở chỗ bạn Thế Anh, Facebook là Nguyễn Thế Anh, Facebook là linh kiện Thế Anh các bạn nhé, các bạn xin lỗi, link Facebook là linh kiện Thế Anh, thì các bạn mua linh kiện ở chỗ đó thì mình thấy các bạn nơi đó người ta bán linh kiện khá là đảm bảo đấy. Rồi độ uy tín người ta cao. Thứ hai là linh kiện Thế Anh thì linh kiện họ bán ra họ sẽ có một cái tem bông tuyết như này để dán. Trong một số trường hợp người ta còn ký tên vào cái tem này luôn. Đó. Rồi, đấy là một số lưu ý khi chúng ta thay thế như vậy. Rồi sau đây thì các bạn thấy là gì? IC này họ bôi cái keo tản nhiệt quá là ít thì chúng ta sẽ bôi keo tản nhiệt cho cái IC mới này. Rồi, sau khi hàn và thay thế IC mới xong thì chúng ta sẽ kiểm tra lại xem là có bị chạm chập ở đâu không. Đấy, keo tản nhiệt chúng ta thử. Rồi ok. Rồi không bị chạm chập đâu cả. Rồi ok. Sau khi chúng ta thay xe mới rồi, chúng ta sẽ thử máy xem là nó chạy được không hay như nào. Rồi chúng ta sẽ bật thử xem sao. Chúng ta sẽ quan sát cái đồng hồ kẹp dòng và quan sát cái đèn led trên bo. Đó các bạn thấy chưa, lốc chạy được và đèn sáng lên, đèn sáng cố định. Khi bo hoạt động bình thường thì cái đèn led trên bo xuất là sáng cố định các bạn nhé, còn nếu nó bị lỗi là nó sẽ chớp lỗi luôn. Chúng ta sẽ thử tắt đi và bật lại nhiều lần xem là nó có vấn đề gì không. Các bạn lưu ý là đối với cái bo của công suất của Samsung ấy thì chúng ta sử dụng cái bo 555 mà có hiển thị, bo tạo xung 555 có hiển thị như này thì các bạn cứ để cái tần số là 100Hz và cái 100Hz tức là 100Hz và các bạn để cái độ rộng xung cứ là 50% thôi nhá. Chúng ta chỉ cần tắt bật cái nút on off như này, ở với cái tần số như vậy và độ rộng xung như vậy thì bo nó sẽ chạy luôn. Rồi mình sẽ thử lại. Các bạn thấy là gì? Chạy ok đúng không? Chúng ta sẽ tắt đi. Và chúng ta lại bật lại. Rồi ok. Chúng ta tắt đi bật lại nhiều lần xem là nó có gặp trục trặc gì không.
Rồi, sau khi chúng ta tắt đi và bật lại nhiều lần là chúng ta thấy là gì? Đều khởi động block lên và chạy ok như này. Thì cái ban bệnh này thực ra thì mình cũng đã sửa chữa rất là nhiều rồi. Thế nhưng mà và cái ban bệnh nháy led nháy 3 lần như này, cái bom xuất bị nháy led nháy 3 lần thì nó cũng là cái bệnh rất là phổ biến, khá là phổ biến luôn cho cái dòng tủ lạnh Samsung mà sử dụng cái bom xuất tách rời như này. Thì hôm nay mình sửa chữa để mình chia sẻ cho các bạn để các bạn tham khảo thêm. Cái lý do căn bản nhất của cái ban bệnh này thì thực chất là nó chính là cái chỗ là chúng ta gì, chúng ta khó chuẩn đoán được là cái ban bệnh của nó liên quan tới cái IC công suất, bởi vì chúng ta thấy là cái block nó chạy được. Đấy, lúc chạy lúc không. Khi mà chúng ta thấy nó chạy được rồi thì chúng ta lại nghi ngờ, chúng ta lại không nghi ngờ đến là con IC công suất này nó gặp vấn đề gì. Thế thì vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn là gì, từ những cái chuẩn đoán hiện tượng như vậy thì chúng ta kiểm tra IC công suất theo cái cách thông thường ở trong mạch điện ấy, thì chúng ta sẽ không phát hiện ra được nó. Thế như dựa vào cái hiện tượng là gì, chúng ta lúc chạy được và sau cùng khoảng thời gian thì nó không chạy được và chúng ta rút điện ra, chúng ta để một lúc chúng ta cắm điện lại thì nó lại chạy được, thì điều đó cho thấy rằng là gì, IGBT ở bên trong IC công suất này nó bị dò nhỏ thôi. Thì khi nó chạy nó nóng lên thì nó sẽ cái độ dò nó sẽ mạnh lên. Khi nó hoạt động nó nóng thì nó sẽ dò mạnh lên và nó sẽ gì, sẽ xảy ra lỗi, thì lúc đấy nó mới báo lỗi. Chúng ta rút điện ra thì nó nguội đi thì nó lại chạy lại được. Thì cái hiện tượng này nó rất giống với cái hiện tượng của IC công suất để chúng ta của IC nguồn. Đó là chúng ta gì? Chúng ta chạy có nguồn bình thường nhưng sau chạy khoảng thời gian thì máy bị mất nguồn. Tuy nhiên chúng ta rút phích điện ra để một khoảng thời gian ngắn, 1 đến 2 phút gì đấy thì chúng ta cắm lại thì nó lại có nguồn. Đấy cũng là cái hiện tượng chung. Nó rất là giống nhau, cho nên là chúng ta khi chúng ta sửa chữa nhiều, chúng ta có kinh nghiệm thì sẽ giúp chúng ta nhận định được cái tình huống. Rồi thì vừa rồi là một cái chút chia sẻ của mình liên quan tới cái ban bệnh lúc chạy được và lúc không của cái dòng tủ lạnh Samsung inverter. Và lỗi cụ thể là thường chớp lỗi là gì, 3 lần, và lúc thì chạy được block và lúc thì không. Đó thì bây giờ thì mình đã thay IC mới và thay IC có dòng chịu đựng cao hơn, thì với mục đích là sẽ giúp cho cái bo này nó bền hơn, đồng thời chúng ta bôi keo tản nhiệt tốt hơn. IC cũ các bạn thấy là IC cũ bôi ra giải nhiệt quá là ít, dẫn đến có thể là IC không giải nhiệt trong quá trình làm việc lâu dài, dẫn đến là tuổi thọ của IC là giảm và nhanh hư hỏng. Rồi vừa rồi là một chút chia sẻ của mình và bây giờ thì mạch điện đã chạy ok rồi, thì mình sẽ tiến hành vệ sinh sạch sẽ đi và để giả cho anh em thợ lắp giả cho khách hàng, bởi vì cái tủ lạnh nó hư hỏng là khách hàng cũng rất là xót ruột. Và nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích thì nhớ like và chia sẻ để ủng hộ cho kênh của mình. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của mình và xin chúc tất cả các bạn chúng ta thành công và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video chia sẻ tiếp theo của mình. Thân ái chào các bạn.